Hội thảo xúc tiến thương mại hợp tác đầu tư giữa Malaysia và Việt Nam vừa được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước, trong đó có 60 doanh nghiệp Malaysia. Hội thảo tập trung vào các vấn đề như giới thiệu các chương trình hỗ trợ thúc đẩy thương mại song phương, du lịch và dịch vụ giữa Malaysia, Việt Nam, tiềm năng của thị trường HALA giữa hai nước và vai trò của công nghệ số và mạng xã hội đối với doanh nghiệp ASEAN. Tôi đánh giá cao những thành tựu đã đạt được trong 50 năm qua với Việt Nam. Malaysia và Việt Nam luôn có mối quan hệ nồng ấm và bền chặt, được củng cố bởi cam kết vững chắc của cả hai bên trong việc tăng cường mối quan hệ song phương vì lợi ích của dân tộc, của nhân dân hai nước và cả khu vực nói chung. Và chương trình hội thảo lần này cũng là một trong những hoạt động thiết thực để hiện thực hóa mục tiêu đó, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia được chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức, góp phần làm cho mối quan hệ giữa Malaysia và Việt Nam ngày càng khăng khít hơn. Chúng tôi sẽ tổ chức nhiều chương trình kết nối B2B giữa hai nước Việt Nam Malaysia, hỗ trợ các nhà đầu tư tại Việt Nam về cũng như là kết nối tìm hiểu thị trường những cái tập đoàn lớn của Malaysia và kết nối những doanh nhân Việt Nam, những sản phẩm Việt Nam xuất khẩu vào thị trường nước ngoài, nhất là thị trường Malaysia. Năm 2022, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Malaysia, trong khi Malaysia là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Việt Nam trên toàn cầu. Nửa đầu năm 2023, Malaysia là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn của Việt Nam với tổng vốn FDI tích lũy vượt 13 tỷ đô la Mỹ.